phút yên lặng, yên lặng để thầy nói vài lời. Ai Đà Phật kính thưa toàn thể quý đồng hương và Phật tử, hôm nay là ngày mùng 2 Tết, còn trong không khí xuân canh tí. Thầy xin được thay mặt cho quý thầy cũng như đạo tràng chùa Pháp Vân, trước hết là chân thành cảm ơn sự nhiệt tình ủng hộ của toàn thể quý đồng hương và Phật tử trong suốt nhiều năm qua đã ủng hộ cho chùa Pháp Vân, trung tâm văn hóa thực hiện được nhiều công tác về mọi lĩnh vực, về văn hóa, về giáo dục cũng như về từ thiện xã hội. Nhân dịp này, trong dịp đầu xuân, chúng tôi xin kính gửi đến toàn thể quý đồng hương và Phật tử lời cầu chúc an lành tốt đẹp nhất đến với quý vị cũng như toàn thể gia quyến của quý vị. Chuyện hôm nay là một cái buổi chiều văn nghệ mừng xuân và có chương trình xổ số để giúp vui gây quỹ, nhằm gây quỹ để tu bổ những cái thiết bị máy móc dụng cụ mà chúng ta sử dụng cho chùa. Thì đến thời điểm này chùa cũng đã 20 năm tất cả những thiết bị về máy móc nó cũng đã xuống cấp và hư hại, nên hàng năm các anh chị gia đình tử tình nguyện viên cái tổ chức cái chương trình gây quỹ bằng cách sổ số một vé 5 đồng để những cái giải thưởng tượng trưng để cho vui. Cũng nhờ cái sự hỗ trợ nhiệt tình của quý vị mà năm nào chùa cũng có được một khoản tiền để có thể trang trải cho những thiết bị sửa chữa máy móc đó. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn sự nhiệt tình ủng hộ của quý vị và kính chúc quý vị buổi chiều thật là vui vẻ, thưởng thức chương trình văn nghệ mùa xuân cái nhà lá vườn của các em từ Pháp Vân biểu diễn. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Dạ, ông nhà Phật, chúng con xin cảm ơn thầy, xin mời thầy hội tọa. Và xin hỏi là quý anh chị đoàn lân của gia đình đã chuẩn bị xong xuôi chưa? Tài ơi, Tài. Anh hỏi cái em áo đỏ này nè, anh hỏi cái em áo đỏ này để anh vô được. Dạ, tôi xin quý vị cho đoàn lân của gia đình được có một vài phút để chuẩn bị. Dạ, thưa, bây giờ là phần múa lân đốt pháo. Xin quý vị một tràng pháo tay cho đoàn lân của gia đình Phật tử Pháp Vân. Thank you.
Dạ, kính thưa các anh, các chị, chúng ta có thấy là mình muốn hay thì chúng ta lì xì cho anh ơi, các anh, các chị ơi. Dạ, chúng ta chỉ lì xì cho anh. Dạ,